Đấy, ai ai cũng rất là tích cực làm việc nha các bạn. Hứa hẹn nó sẽ một trang trại đầy đủ rau củ quả, lương thực, thực phẩm nhiều nha các bạn. Đây giọng ngắt ngô này rồi anh. Ô đây, Taki mi lưu được Việt Nam bây giờ. Obrigado, chef. Beijo. Tell me your semente que vamos para semear. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mi tên Danny. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giả Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là anh em mình quay trở lại bản trang trại của anh Manuel nha các bạn. Thì hôm nay lên đây là thì hồi sáng anh giờ là anh Thạch và em Chô Va đi qua đây đó các bạn. Bây giờ là chiều rồi, bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Thì mình cũng ở bên bản Lang Tu Vili. Đấy, đang hiện tại đang họp người dân lại để đào mở rộng cái mướn nước ra các bạn, để dự trữ cho mùa mưa nó sẽ phát triển cái nông nghiệp bên đấy. Thì bây giờ anh em mình qua đây là cũng muốn thử nghiệm cái giống ngô nếp đấy các bạn. Giống ngô nếp thì mình cũng đã vừa mua, gió rất là to luôn. Đấy, giống ngô nếp này thì mình cũng đã vừa mua ở Việt Nam gửi sang các bạn đấy. Đấy, ngô nếp Việt Nam này. Cái xin mi lưu đồ Việt Nam thì tại sao biết? Đúng cà vi. Đấy là mình có mua được rất là nhiều giống ngô nếp các bạn. Là muốn bước đầu tiên thì mình muốn thử nghiệm tại trang trại của anh Manuel, để sau này là nhân giống lên các bạn, là nhân giống nó có thể trừ lại hạt giống và phạt tất cả những cái bản làng. Thì ở đây thì cũng có được, mình sẽ chia từng bản một các bạn, chứ không phải ở đây, nhưng là ở đây là mình sẽ trong thử nghiệm lần đầu tiên để cho mọi người là biết cái cách trồng, cái cách chăm sóc, để là sau này là đến học hỏi đấy các bạn, và để phát triển cho tất cả những cái bản làng xung quanh đây. Đấy, rất là nhiều luôn, vui đấy. Ok, mấy cây này đấy. Đấy là giống ngô nếp Việt Nam nha các bạn. Đấy, đầy đủ các loài luôn. Hạt N68 ngô nếp lá F1 này. Đấy, những cái bông ngô nếp này mà trồng lên mà đạt hiệu quả tốt thì các bạn thì rất là ok, ăn rất là ngon, thơm, dẻo. Đấy, để giống tháng những cái mùa vụ tiếp theo là có thể phát cho những cái bản làng khác để mà trồng đấy các bạn. Đấy, thì hôm nay lên thì cũng có rất là nhiều. Thì hôm nay lên nó cũng có một số hạt giống nữa nha các bạn. Hạt giống Việt Nam mình cũng là mới gửi sang, là muốn thử nghiệm trong ở tất cả ở cái trang trại anh Manuel, là mỗi thứ mỗi ý đấy các bạn. Thì cũng có cái loài giống bí đấy các bạn, giống bí Việt Nam. Đấy, rất là nhiều loài giống bí. Đấy, giống bí Việt Nam các bạn. Đấy là giống bí hạt bí ấy. Bí sắt, cáo sản, AG99 siêu quả. Đây là mình muốn trồng là ở hai dài đây các bạn ơi. Đấy, trồng ở đây là sẽ làm cái gian đấy. Làm cái gian từ đấy qua bên chuồng dế là bạc cao đây. Sau đó cho cái quả cây bị leo lên ra quả là sẽ là thành một cái đống trại là rất là đẹp. Nhưng mà đi vào là có quả, nhìn ở phía lên đây là có quả. Đấy, thì mình cũng muốn là làm ở đây là làm cái thí điểm đầu tiên. Đấy, vì ở đấy là anh Manuel là cũng biết cái cách làm, cho nên là mình phải hướng dẫn anh ấy là trồng để mà thí điểm, để cho tất cả những người dân ở đến đấy là xem một cái mô hình nông trại là đầy đủ luôn. Đấy, cũng có rất là nhiều giống mướp đắng này. Đấy, làm gian cho leo lên. Đấy, ngày mai là cũng đưa sang bên bản làng Đán Đạt nữa, là cho bên bản làng Đán Đạt là cùng trồng cái giống ngô đẹp này các bạn. Thôi bây giờ là sẽ đi xuống ở dưới kia xem mọi người cũng đang làm đất để thì cái giống này tối nay tí là mình sẽ kêu mọi người lên đây là sẽ hướng dẫn cho mọi người cách ủ giống các bạn. Ngâm hạt ngô xong đó, ngày mai bắt đầu mới tiến hành tỉa đấy. Giờ mấy tay xoa kia bắt đầu vòng. Đấy, trong để mà đạt cái năng suất tốt đấy các bạn, thì sau này là có cái giống tốt, giống nhiều hơn nữa thì sẽ chia cho tất cả những người dân ở đây. Đấy, hôm nay rau cỏ cũng xanh mượt rồi. Nước ở đây là phải tưới thường xuyên các bạn. Đây, đang làm đằng kia kìa. Rồi. Anh thay cái người đấy từ sáng cho các bạn, là hướng dẫn người dân để làm cái luống. Đấy, chỗ ba đang cày đây. Quá la lê! Quá la kê tê! Ô, Manuel! Có phải tôi đúng anh? Ông ta quên luôn cả. Anh thay chào các bạn này. Ok, chào các bạn, mình sẽ thay. Yeah. Cũng phải phí xin đi. Dạ, tôi phải cắt ra bà la sâu. Dạ.
Ok. Yeah, tá tudo. Sim, senhora. Ok. Đấy. Cái đựng chì để tách biệt giữa cái này với cái khác. À. Giữa cái giữa hang và giữa cái này với cái khác với hang này hang khác. Khoảng cách rộng bao nhiêu để cho cây nó phát triển dễ hơn. Rồi là mình về chăm bón phân hơn. Ở đây nhá các bạn. Là hiện tại bây giờ là anh Thạch sẽ làm như này, nó sẽ gian đá băng luôn, nó sẽ rạch như thế này, sau bỏ hạt ngô vào này. Đấy. Thế này anh tính bao đây là một hạt ngô nhá. Đúng rồi. À Manuel. Sí, sí. Aquí mete un chavi. Sí, sí, sí. Ah, sai, né? Sí, sí. Ya, até aquí, tipo aquí. Sí, sí. 30 centímetros, tá? Aqui, até aqui. Sí, sí. Mete mais um aqui. Sí. É você fez aqui. Tá bem, sim. Sí, sí. Tá para ir lá, não? Sí, sí. Sí, sí. Só depois regar de água. Tá bem, tá bem. Agora ele cresce. Sí, sí. Đấy là hàng cách hàng là 5 mấy phân đúng không anh? Đấy, 6 mấy phân. Không, anh làm 6 mấy phân. À, 6 mấy phân. Đấy là... Cho nó rồng rồng một tí. Đúng rồi, cho nó rồng, rồng một thứ để cho phát triển cái. Sau này mình bỏ phân nó thế. Đấy, sau này là nếu mà cái chỗ là vun hai bên này lên này. À, đúng rồi. Vun hai bên này ở giữa là có cái rành giữa đấy các bạn ấy. Đấy, vun hai bên này, cao lên. Em xin ta về đấy. Xin xin xin. Đấy, thì anh Manuel cũng đã biết đấy, hôm kia anh ấy là cùng theo dõi rất là kỳ trên cái màn hình chiếu các bạn. E ci la faglia tipo assim memo. Sì, sì. La un video. Sì, vimo, conformasi, chef. Già. Sì, però meglio crescere rapido. Sì, sì. Sì, già, un qui, un qui. Sì. Voce bene, a che video, eh? Sì, sì. Voce bene, a me, io. Già, bene, sì. A qui. Sì. Depois é tapa. Tem aqui. Sim, é tapa. Sim. Aqui? Sim. Então, mete aqui. Tá bem. Sim. Amanhã você serve de água e suave. Tudo bem. Mas do água, tem que não mete assim não. Tá bem, tá bem. De régua mesmo. Sim, mete do régua. Tá bem, tá bem. Mete assim, depois a milha, a cimento, ela sai. Sim, não sai. Ok. Tem que ser mesmo da régua mesmo. Sim, separado. Tá bem. Separado como aquele lá. Sim, sim. Depois o milho fica assim. Fica grande, chefe. Já. Sim, sim. Hoje eu também já trouxe de milho de Vietnam, tá? Tá bem, chef. Para esse, depois vou assinar. Depois vamos lá, vou te assinar fazer como assim. Tá bem, chef. Agora tem que bater terra ainda. Tá bem, chef. Fazer assim. Sim, sim, sim. Anh em bạn cũng rất là ok đây. Tá bem. Đấy, mọi thứ là của anh Thạch ở đây, cho nên là cùng anh Manuel là cùng một người rất là hiểu biết. Tá bem? Assim, milho, fica bem. Esse aqui são filas. Quando esse não tem nocho aqui, sim. Tudo fica do tipo do mato mesmo. Tá bem, tá bem. Não é? Sim. Aí. 50, 60, 60. Đặt như này là tới nha bạn, đấy quả tới này. Đặt đây này. Đặt này mà trong khoai tây về trong lạc cái gì cũng ok các bạn. Đây, phía trên này sau khi bởi khoai lang xong là anh em mình sẽ tiến hành là giúp đỡ anh Manuel là giống khoai tây để trong mở rộng ra đi. Vì trong cái trong đất cát đây là rất thích hợp với là khoai tây hoàn về ngô. Anh Manuel là xem về phía cái bên đâu? À cái gần là bên kia đâu? Thì ngày mai nó sẽ trong ngô đấy các bạn, là trong ngô trong nó sẽ tập hai bên là như thế này đấy, tập đấy. Sau này là khi nào ngô tốt băng lên được cái này thôi, đến là khoảng 10 phân đấy, thì sẽ vun thành hai bên lên, vun ở hai bên này lên, đấy, nó thành bông luôn. SCA đẹp bôi, sim. Quando a meter milho aqui, né? Sim. Quando a milho ficar crescendo, né? Sim. Depois, cũng vào lá bay aqui. Sim, sim. Levanta assim, até ver đấy. À. Đấy, thì cháu như thế này là thành. Milho assim. Sim. A milho quando fica assim, né? Sim. Assim. Assim. Outro assim, tá vendo? Outro assim. Đối lado. Depois você mete trume, tá bom? Exato. Đấy. Như thế này là thành luống các bạn. Sau này mình vun lên. Vun lên để cho cây yên chặt hơn các bạn. Đấy. Đấy, bên này là em chỗ ba cũng đang đang cây các bạn. Đang lan cho tới đấy. Đấy. Đã bố xin. Dạ, chào bố nít, chef. Chào bố nít, xin. Đấy, đánh rất là tới nha các bạn này. Rất là tới luôn. Đấy. Đấy, làm. Đi đây là cabin này. Tao mày này nhé. Mất đây này. Hả? Đeo xuống bay. Đấy. Xin. Xin.
Đấy, sới cho đều đấy nha các bạn, để ngày mai mà bật ong. Ta về đấy, phi ra đúng vậy. Đấy, đánh kỳ, đánh tới nào tới tân nha các bạn. Đi chậm là đánh tới được hơn. Đấy, ta về đấy. Hành đã đề bà gà vào đây đi cả ba bên. Hành đã đề bà gà đi cả ba bên. Đã cả ba bên, chef. Hả? Đã cả ba bên, chef. Yeah, em em. Tương lai là cái trang trại của anh mà nó béo sẽ đẹp nhất nha các bạn. Đấy. Nếu mà có cơ hội phát triển ấy, còn giống như Quang Lý luôn. Dạ vậy anh đã đi vào gà xin vào đây đi. Cà phá bình. Đấy, để một chồi như thế này đánh nó rất xấu chứ các bạn. Đấy, anh nghe đây xả xin vào đây vì ra bệnh. Đấy. Cả bộ bệnh. Devagar. Dạ, xin vào đây liên quan ra bên. Đấy, ai cũng rất là tích cực làm việc nha các bạn. Thứ hè nó sẽ một trang trại đầy đủ rau củ quả, lương thực, thực phẩm nhiều nha các bạn. Yeah. À, xin devagar nè. Xin. Thấy sao không? Xin. Anh đang nấu ăn đây. Tích cực bên ngoài xin. Dạ, ở đây là văn phòng của bác sĩ mấy mũ. Để bác gặp các anh là bác anh nè. Sì. Bác anh nè. Dạ, bác anh lý cà phá mai. Để xa rồi, bác à, dạ. Thì đã cà bên tu đủ cà bên chứ. À đúng mà tu rồi. Para ainda aqui. Já fica assim para aí. Sim. Vai. Para aí. Direito, máquina. Sim. Direito, máquina. Aprender o chefe Figo foi nos ensinar conforme que se planta, que se semeia o milho. Tem que ser então 30 centímetros para o outro milho.
así, 30 centímetros así. Aquí es 50. Ahora dali para aquí, para otra planta, son 30 centímetros. Aquí es un medio que va a ser plantado. Aquí más es un medio. Después, cuando crecer y llegar en esta altura, es puchar areia. Areia y o adubo, o estrume. Sí, para ele crescer rápido, para cacundar, Massaroca chega até aqui, grande. É mesmo assim? Grande. Sim, sim. Tudo bem, entendeu, né? Sim, estamos entendendo. Hoje nay giờ đã làm sóng gần sóng đất các bạn thì bây giờ là mình sẽ nói anh Manuel là sẽ là ngâm cái giống ngô nếp đấy các bạn, thì ngày mai anh Thạch sẽ trực tiếp ở đây. Trực tiếp sẽ làm một hai luống gieo, khi gieo hạt khi tỉa cái hạt giống các bạn thì để cho tất cả mọi người đấy ở đây nhìn, rồi sau đó anh Thạch sẽ là đứng nhìn họ ra họ làm như thế nào, xem có giống cái cách của mình làm, phải hướng dẫn thực tế các bạn, cái gì cũng phải thực tế thì mình thì mới có được cái hiểu biết nhiều hơn đấy. Đấy còn đây là hôm nay dây giống đang ở đống này nha các bạn. Ui, hôm nay gió tối này, đây giống ngắt ngô nếp đấy anh. Ô đây ta kì mi lưu được Việt Nam hết à. Obrigado, obrigado, chefe. Veja, veja aqui. Tem ali o semente que vamos semear. Ele tem que cuidar bem, fica grande. Vamos esse... bater a palma. O chefe Toninho, muito obrigado. Olá, obrigado. Sim, obrigado. Esse é um milho branco do Vietnã, tá? Sim, sim, sim. Esse não fica duro. Sim, sim. Esse quando o bolo fica, é tipo esse, né? Sim, sim. Você meteu mal assim, né? Água saiu. Saiu, sim, sim. Depois quando... Sim, sim, sim. Então, deixa a tampa fora fica queimado. Sim, depois sim. Fica... Duro. Guardar lá em cima do cozinha. Sim. É, para... Sim, para depois vai crescer mais. Sabe, esse, sabe. Quando cozinha, meter com água, né? Sim, sim. Você come, né? Sim. Bode, você não tem dente. Sim. Tá, esse também bateu. Tá, só tá mole. É, tá muito mole mesmo. Muito mole, chefe. Obrigado, yeah. Sim. Obrigado, obrigado. Mas, esse, antes de fazer, né? Sim, sim. Tem de meter, tipo... Agora são 100%, né? Sim, sim. Agora 100%. Te metes son 80% de agua, 80% sí. De agua fresca. Sí, sí. 20% uso agua caliente para mistura. Para mistura. Ya, yeah, después abrir ese y meter. Sí. Tipo hoy meter de hoy, ¿no? Sí. Amanhã es hora. Voy a meter planta. Ese mía ya. Sí. Está bien, está vai meter, bem. Vai meter com planta. Está bem, sim. Escutaram mesmo que falou nosso chefe? Tem ngô né, mas tá um de đẳng cấp luôn anh ơi. Tá um thành công de đẳng cấp đấy. Rất là nhiều, tem bué esse, tem. Ở hạt về đấy. Sim, tá mais cái đấy, gói này là gói nắm lừa nha các bạn. Đấy, nắm 0,5 kg một gói như này. Còn gói này là gói 1 cân. Gói này gói 1 cân này. Về ô lê xô. Sim. Antes de crescer tem que meter com esse, tá vendo? Esse água fica assim. Não, ela é bitiu pau. Sim, sim, sim. Mình vừa mới động cống quá là các bạn là đến 2 tháng đi bằng đường biển đấy là 2 tháng 3 à đâu? 2 tháng rưỡi mới qua đây đấy. Ngay 2 tháng rưỡi đấy mình đánh quá rất là nhiều các bạn. Đấy là có dưa chuột này. Nó kia trong đấy mở cái này. Đóng ở đóng cái đó. Ở đấy ở sừng. Esse aqui. Sim, sim. Jindungu. Isso é Daí, olha aí, mano. Cai daí. Jindungu, daí, obrigado. Aí, sau đây là. Obrigado, obrigado. Ở đây mà phát triển tổ này sẽ trồng thêm su hào các bạn, vì đất ở đây rất là rộng, cho nên trước mặt là mình sẽ trồng cái lương thực được ăn. Bây giờ là phải ngô xong đến khoai tây và khoai lang, còn những cái rau này chỉ trồng phù các bạn, những cái rau này là trồng phù những cái luống khác thôi. Milho, xong bên mày, xong batata doce, batata rena, milho. Sim, sim. Tudo são ramais, são meter para qual a balança são pequeno assim são. Tá bem, tá bem. Esse meter muito, vai gastar do arubu, esse não faz nada. Tá bem, tá bem. Sim. Thì cũng nói với anh Manuel luôn nha các bạn. Thì đấy cũng những cái giống trồng củ cải đấy. Củ cải thì hôm sau mình sẽ trồng phù thôi. Trồng phù những cái ở những cái luống thôi. Còn chủ yếu bây giờ là sẽ là cái lương thực đó. Cái lương thực phải trồng ngô và ngô sẵn, khoai lang, khoai tây. Là những cái đó là thu hoạch tốt các bạn. Thấy các bạn thì cái giống cái quả bí này thì ở đây là hôm sau nó sẽ làm ra đấy các bạn ơi. Sẽ tỉa hạt là bỏ theo một cái lúc mới sẽ cao và tabe tabe sẽ cao và xinh để một cái lúc bàn tay anh tập đi xuống tiếp được kia anh lại sobe sobe vira xinh để bôi vào mà xinh để bôi vào cái ung bao cái ung bao la để bôi mấy cái asi để bôi quan huyện ra cái bác esse vai sair a tipo assim, tá vendo? Tá bem, tá deixando. Olha aí. Sim, estamos a ver isso. Tudo fica em cima, assim. Caiu lá em cima. Cai em cima. Yeah, vai bonito assim. Neste lado, como naquele lado.
Sombra, sombra. Pô, lá fica a sombra. Tipo é maracujá. Sim, tipo é mesmo assim. É mesmo. Obrigado, obrigado. Lá mình muốn phát triển cho cái trang trại của anh Manuel là sẽ có nhiều thứ hơn nha các bạn, là có tất cả tất gọi là bước đầu tiên là sẽ ngô, khoai lang, khoai tây. Còn những cái này là chỉ trong ở phía ở cái phía hàng rào nha các bạn, trong hàng rào cho leo lên. Leo lên xong lúc đó là sẽ làm gian để cho bị đây là mướp đấy các bạn, là leo lên đây là để có một cái gọi là ngồi trẻ lại cái bóng mát, sẽ rất là mát mà có quả ra đó cũng rất là đẹp mà ăn cũng rất là ngon đấy các bạn. Còn rau là thì mình sau này là mình sẽ trồng phù thêm thôi. Đấy. Chứ lương thực chính chủ yếu vẫn là cái ngô với là khoai tây, khoai lang. Sau khi trồng như này xong là sẽ cây đây này các bạn. Thì đất ở đây bây giờ là phải tưới nước để cho có độ ẩm thì mới cây được, chứ đất bây giờ là hiện tại gọi là cứng nha các bạn, quá cứng luôn. Gọi là phải cho nước vào để cho ẩm thì mới cây lên được. Đấy, còn những cái bản khác không có nước thì bây giờ cũng đang tính toán cái phương án khác các bạn. Còn lúc nào mà cây xong bên này, trồng xong bên này sẽ bới khoai bên này. Bởi khoai phía bên này xong nó sẽ trồng một nửa khoai lang, một nửa khoai tây. Còn đâu thì sẽ trồng ngô. Thì ok nha các bạn, thì video của mình hôm nay cũng xin phép được kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khó bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn.